vừa nghe chú nói cái câu Bắc kỳ mà có rất nhiều người kỳ thị, nhất là người đây, miền nhiều Nam người không thích, đúng rồi. Không, người miền Bắc thì cũng có thể có người không thích, nhưng mà nhiều người miền Nam đấy họ hay phân biệt là Bắc kỳ. Nhưng mà thực sự ra Nam Bắc kỳ thì họ người ta không có hiểu. Dạ. Tại vì những người mà ở trong Nam này đó thì gốc là gốc ngoài Bắc mình đi vào, nhất là từ thời Nguyễn Hoàng. Mà Nguyễn Hoàng đi vào đây thì Nguyễn Hoàng xuất phát từ Thanh Hóa. Đấy, cho nên mà người Nam mình, nếu mà những người tìm hiểu về lịch sử đấy thì những cái tổ tiên của họ là người Bắc. Yeah. Người Bắc mà đa số là người từ Thanh Hóa, rồi người ở Nam Định vào đây rất là nhiều từ những cái thời Nguyễn Hoàng. Đấy, mà nó chỉ có mới lịch sử nó chỉ khoảng là 400 năm nay thôi. Đấy, cho nên mà nhiều bạn mà ở miền Nam mình đấy không hiểu, cứ phân biệt là Bắc kỳ, rồi Bắc kỳ vào đây đi chiếm miền Nam này, rồi Bắc kỳ là không tốt này. Nói chung á là nói khi mà nói Bắc kỳ, Nam kỳ, Trung kỳ là nói lên cái tinh thần kỳ thị đấy, mà nhiều người không thích. Thế thì chỉ nói người Bắc đủ rồi, đừng có nói đừng. Mấy là nhiều người ở miền Nam này họ cũng cứ nghĩ rằng họ là quê cha đất tổ là ở đây, họ không nghĩ là người Bắc là giống như là giặc giả ở đâu vào đây để xâm chiếm đất, nhưng mà họ không có hiểu, tức là ông tổ của vùng Nam này đấy, của cái xứ Nam Kỳ này đấy là đến từ Thanh Hóa. Đấy là ông đấy, là ông Nguyễn Hoàng đấy. Mà ví dụ như là bây giờ cái lịch sử hiện đại bây giờ nói ha, Bác Phạm Hùng là hoàn toàn là người miền Nam, thấy chưa? Phạm Hùng đấy, nhưng mà chính ông Phạm Hùng là một người nghĩa là rất chủ trương lúc đó là không thể không là không thể bỏ qua được những hình ảnh của người miền Nam đã đóng góp trong cái vấn đề cuộc thống nhất đất nước. Và chính ông Phạm Hùng ông cũng đã liên lạc với đã từng liên lạc với lại Ngô Đình Diệm với Ngô Đình Nhu về cái vấn đề mà đấy, cuộc đi săn ở Tây Nguyên đấy. Đấy, cuộc xem cái đi săn ở Tây Nguyên ở Pleiku đấy, đấy cùng với ông gặp ông Ngô Đình Nhu. Ông Diệm là trong cái thế bế tắc đấy, thì muốn tìm đến cách mạng để mà có cái sự thương lượng. Một Bác Phạm Hùng với lại Võ Văn Linh, Võ Văn Kiệt mới là Đỗ Mười, bốn cái người đó là người thay đổi đất nước ngày hôm nay. Thật sự rằng không có chương trình của Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt vẫn đất nước vẫn thay đổi, nhưng mà nó sẽ chậm đi thôi, nó chậm đi thôi. Đấy, còn nhưng mà nhờ cái sự thay đổi đó mà chúng ta đã tiến quá nhanh. Tiến quá nhanh. Và những người mà tư bản hoặc là một số những người Việt ở hải ngoại đấy, mình cũng không nên là mình cứ nghĩ là kỳ thị với cộng sản xã hội chủ nghĩa, mình nghĩ là đó là những cái chế độ mà gian ác hoặc là chậm phát triển. Em ơi, cái cháo cá lóc rất là ngon. Thực sự ra ngày hôm nay đấy, xã hội chủ nghĩa phát triển rất là vượt bậc. Nếu mà Nga mà Liên Xô đấy không bị Mỹ đánh phá, không bị Mỹ cho nó sụt đổ cái chế độ thì bây giờ Liên Xô đã phát triển cực mạnh và có thể là vượt qua Mỹ. Nhưng mà bây giờ thì Trung Quốc thì họ cũng đã phát triển là cũng đã ngang tầm với Mỹ rồi. Ngang tầm chưa qua Mỹ, bằng Mỹ, nhưng mà cũng trong tương lai gần. Đấy, còn Việt Nam mình thì mới phát triển 20 năm gần đây thôi, nhưng bây giờ đã thay đổi từng ngày, từng giờ. Đấy. Thì kỳ vừa rồi ông nguyên phó phủ tướng của Đức là ông Philip Rotschler đấy, ông ra khỏi Việt Nam lúc 12 tuổi và ông phải công nhận, và chính tổng thống Donald Trump nói rằng là sinh viên Việt Nam giỏi nhất thế giới. Ông tuyên bố như vậy rõ ràng rồi. Đấy, như ông Phạm Xuân Ẩn đây qua Mỹ học chỉ có 2 năm thôi. Nhưng mà về đây tất cả những cái nhà tình báo thực thụ của CIA phải gọi ông là bậc thầy. Còn đa số là người Việt Nam mình là hồi đó những người mà tham gia chiến tranh, những người điệp viên giỏi cũng là người ta học vấn người ta rất là thấp. Như ông Mười Hương đó, học vấn cũng rất là thấp. Nhưng mà ông đứng ra ông tuyển dụng tất cả các mạng tình báo hết. Vậy nên mà nó mới có những cái câu chuyện gọi là câu chuyện thánh gióng. Đấy, thánh gióng thì nhiều người lại không hiểu, bảo là Việt Nam xuyên tạc lịch sử, sao lại dựng lên cái nhân vật mà nó thần thông như vậy. Nhưng mà thánh gióng thì nó cũng có nguồn gốc, có là nhân vật có nguồn gốc. Đúng không? Nhưng mà hồi Việt Nam Cộng Hòa sử cũng nói thánh gióng vươn vai trở thành một cái là một người. Đấy, nhưng mà một cái khía cạnh khác là cháu mới nói với chú thế này. Thánh gióng là chân dung của một anh bộ đội Cụ Hồ. Tức là người Việt Nam mình là những con người nó rất là ốm yếu, nó rất là nhỏ bé và nó rất là hiền lành và học rất là thấp. Đấy, người ta ví von như một em bé lên ba. Đấy, nhưng mà khi có giặc ngoại xâm đến thì chỉ cần vươn mình thôi là thành một tráng sĩ. Đấy, chắc chắn rồi bằng đấy. Nguyễn ơi. Cái cháu nó nói đi. Đấy, vươn mình thì mới thành một tráng sĩ. Đấy là mới có được như những là Bác Tư Cang của mình, rồi có như là
bác Phạm Chính Ẩn, rồi có như là bác Phạm Ngọc Thảo, đấy, tất cả những anh hùng, rồi bác Lê Hữu Thúy. Bình Hà, cái câu đó thì chưa biết đâu. À, anh Hùng chưa biết câu muốn ăn bánh ít lá gai lấy chồng Bình Định cho dài đường đi. À, chỉ anh báo biết là cái anh đi chiến dịch Bờ Lây, cu dài rằng giặc biết ngày nào ra. Đó là nói lên cái sự một cái lát cái câu thơ ở bút tre đấy, nhưng mà nó người nó vui, nó vui là chỗ là người đã đi vào trong Pleiku, tức là đi vào vùng hai, cái khu đó là rất là khó mà hiểm trở đấy. Rất là hiểm trở, mà sư đoàn 22 với sư đoàn 23 là nổi tiếng của hai cái sư đoàn bộ binh nổi tiếng. Sư đoàn 1 nè, sư đoàn 1 ở ngoài miền Bắc, ở ngoài miền Bắc miền của Việt Nam Cộng Hòa đó, dưới vị tuyến chỗ 17 sư đoàn 1, Mỹ nó ví là the big red one đó, tại vì sư đoàn 1 màu đỏ đó của Mỹ là nổi tiếng. Thế bây giờ sư đoàn 1 Việt Nam cũng nổi tiếng, sư đoàn 22, 23 cũng nổi tiếng. Ở miền Tây thì có sư đoàn 21. Đấy. Sư đoàn 9 chỉ nổi tiếng là hồi ông Hồ Ngọc Cẩn về thôi, nhưng mà ông Hồ Ngọc Cẩn về không bao lâu thì đất nước bị mất. Còn bên thật nói về anh hùng thì thật sự miền Bắc có rất nhiều cái nơi, địa điểm mà nói lên cái lịch sử của Việt Nam. Đấy. Đấy. Mà nếu mà muốn tìm hiểu lịch sử Việt Nam và muốn tìm danh lâm thắng cảnh phải ở miền Bắc. Miền Nam không có gì hết. Miền Nam chỉ có Nguyễn Trung Trực thôi, mới 400 năm nay thôi. Lịch sử ngắn mà, chưa được 400 năm. Đấy. Sài Gòn chính thức kỷ niệm 300 năm, cách đây khoảng 17 năm về trước. Ừ. Thành ra lịch sử của Sài Gòn này thì cũng dài hơn lịch sử của Mỹ. Ừ. Lịch sử của nước Mỹ. Nhưng mà cháu vẫn thắc mắc rằng Mỹ lại rất là bội bạc với Pháp. Tức là cái cuộc giải phóng dân tộc của Mỹ là Pháp giúp rất nhiều. Ừ. Nhưng mà tại sao mà khi Mỹ qua Việt Nam mình để hỗ trợ giúp chế độ Việt Nam Cộng Hòa lại lạnh lùng với Pháp một cách rất là tàn nhẫn? Không phải, không phải. Hất cẳng Pháp. Không phải. Ở bên Mỹ nó chỉ có một cái thành phố, có một tiểu bang là tiểu bang Louisiana. Và trong thành phố New Orleans á, còn giữ lại cái hương vị văn hóa của Pháp. Cái thành phố đó họ rất nhiều người nói tiếng Tây, cũng giống như thành phố Montreal của bên Canada đó. Dùng hai trong dùng song ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Cái người Pháp thật sự rằng á, nói là người Mỹ phản bội thì cũng tội nghiệp. Tại vì cái người Pháp mang cái tinh thần thực dân đi khắp nơi, bằng chứng Việt Nam mình. Người Pháp không đến Việt Nam bằng cái sự giúp đỡ, mà hoàn toàn là lấy nè, kinh tế Việt Nam á, đây lấy này, cao su này, cà phê này, nông sản gạo của Việt Nam đấy. Người Pháp họ đi tới đâu trên thế giới là họ là mang tiếng thực dân đại Pháp mà. Đấy. Mình không bao giờ nói là ngay người Mỹ là thực dân hết đấy, bởi vì người Mỹ đó, để ý coi, người Mỹ chưa bao giờ chiếm đất một cái đất nước nào, nhưng mà người Mỹ đó phá hoại đất nước các bằng hình khác khác, thí dụ như Libya. Đấy, một cái nước Libya rất là gọi là nổi tiếng, đấy, đồ sộ, những thành phố. Thế mà Mỹ nó vào nó phá rồi, khi mà ông đại tá Gaddafi bị chết. Trong một cái là thành phố, cái đất nước, cái chủ đổ, điêu tàn đi. Rồi bao nhiêu vậy đấy, rồi Iraq cũng vậy. Đấy. Iraq, Tổng thống George W. Bush nói rằng vì cái vũ khí sát thương toàn diện, chúng tôi bắt buộc phải dẹp. Nhưng mà khi mà đánh xong thì cái đánh xong là không chứng minh được, không thấy một cái gì hết. Có những lúc mà lâu đài CNN để vào tìm ra được một cái hầm, mà đi vào trong hầm đó thì chẳng có gì hết. Nhưng mà khi mà Mỹ vào địa Iraq là cái chuyện gì xảy ra?
là lúc đó nó có cái dư luận nói rằng Mỹ dùng thanh niên để chết, tức là gây ra chiến tranh. Thanh niên Mỹ chết để mà nước Mỹ lấy dầu hỏa về. Đấy. Họ sẵn sàng giết thanh niên để mà mang dầu hỏa về đất nước. Yeah. Cái tài nguyên dầu hỏa của Mỹ ở Alaska chưa bao giờ được sử dụng hết. Những ống dẫn dầu của từ Alaska đưa về trong nước, đưa về nước Mỹ dự trữ đấy, đang dự trữ chưa dùng tới. Và nước Mỹ có thể tuyên bố rằng khi mà thế giới mà hết dầu đó thì là Mỹ vẫn còn còn dầu để mà sử dụng, chẳng cần bán. Xài trong nước đúng không? Anh xài trong nước và anh dùng cái đó mà anh diệt tất cả những người khác. Đó là lý do mà tại sao bây giờ khoa học đang tìm những cái loại mà có những chiếc xe điện. Và trong tương lai có một cái chất nữa thay thế dầu hỏa mà không xài tới dầu đâu. Rồi, tương lai không là xài điện, xài bằng năng lượng và năng lượng và một cái chất hệ, chất hóa học mới để thay thế. Sẽ có những thế hệ xe bay, nó xe cá nhân bay được. Đấy. Gắn động cơ phản lực vào là bay thôi. Thì cái chất mà họ dùng cái chất hóa học nó là một loại chất hơi. Đấy, loại chất hơi để thay thế dầu hỏa. Với những cái xe cá nhân tương lai là những cái xe xếp. Xếp lại gọn như cái vali. Dầu hỏa nó chỉ là gì? Nó chất đốt, nó tạo ra chất hơi đấy. Nhưng mà cháu thấy ông Putin gần đây ông có những cái lời phát biểu đó. Ông muốn là thế giới này là phải nên bình đẳng và quan hệ một cách rất bình đẳng. Không có nên chống phá lẫn nhau, không có nên mà giống như... Trời ông, phải có nói là Putin rất là giỏi. Thì nếu mà được như vậy đó thì Trung Quốc và Mỹ đừng có chạy đua vũ trang nữa, thì cái thế giới này nó sẽ nó phát triển rất là tốt. Tại vì bây giờ nhưng mà làm được bao nhiêu tài nguyên là đưa nhưng mà nước Mỹ nó không chạy đua vũ trang thì làm sao nó sống được? Nó sống nhờ vũ khí đó. Đấy. Tại sao các nước khác hồi đó là anh cấm không bán F-16, không bán ra nước ngoài 16, anh cấm là anh để tăng cái giá trị của cái F-16 lên. Hay bây giờ anh bán chùm bao nhiêu nước mua rồi, Ấn Độ cũng có F-16 rồi, là Saudi Arabia cũng có F-16. Tôi thấy thế giới này chỉ có công Trung Quốc ông làm kỳ xèo lên, rồi công Mỹ ông chống phá lung tung lên. Đó rồi người ta biết phải chạy đua đi mua vũ khí. Nhưng mà nếu mà tất cả các tài nguyên mà bới lên đấy mà để mà sử dụng mục đích dân sự thì xài đâu có hết đâu. Không. Vâng, quý vị đang theo dõi một cái trụ hội luận bất ngờ là giữa nhà báo với lại một doanh nghiệp chạy trong nước nói về chuyện thời sự. Và nhưng mà trước mặt quý vị thì đang thấy rằng chúng tôi ngồi ở Singapore. Đây bờ Singapore, nhưng ở bên cái trước mặt sông chúng tôi là ở với sông Sài Gòn đấy. Quý vị thấy rằng những cái nhà cao ốc ở đằng xa xa kia đó đấy, cộng đồng hải ngoại sẵn sàng nói đây là cái Singapore, nhưng mà thật sự đó là cư xá Thanh Đa ngày xưa. Khu Thanh Đa ngày xưa như vậy, cư xá Thanh Đa bây giờ thấp lắm. Cái 5 tầng bây giờ cây nó che hết rồi. Dạ, đúng rồi. Cư xá Thanh Đa ngày hôm qua trong cái live stream chúng tôi đi với Trần Hải đó, mới lại thì quý vị nhìn thấy đó là cái cư xá Thanh Đa 5 tầng. Bây giờ là nó xuống cấp kinh khủng luôn. Và cũng có lẽ là sắp sửa hay phải. Cũng đập phá được nhiều rồi. Cũng đập phá. Bây giờ nó còn tồn tại một vài cái nó tới đây cũng đập phá lại chạy lại. Bây giờ cái đấy là cho những người có thu nhập thấp họ thuê và ở tạm thôi. Cháu sẽ có một cái thời gian nào đó chú cho cháu một cái cơ hội cháu nói về cái chống xâm hại trái đất. Chứ cần cháu không muốn nói đến mà chống môi trường. Đúng rồi. À, môi trường cháu nghĩ là nó chỉ là một phần thôi, phần nhỏ thôi. Bây giờ người ta xâm hại trái đất của mình, nó là quá khủng khiếp rồi. Để cho trái đất nó bị tổn thương quá nhiều. Đúng rồi. Và cuối cùng là khí hậu thay đổi và nó sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường thường sống, rồi nó sẽ gây phong ba bão táp, rồi nó sóng thần, rồi ngập lụt. Đúng rồi, tất cả đó đều là cái tổn hại. Tất cả cái đó là từ là khai thác dầu khí, khai thác than đá, khai thác các mỏ, còn cũng khai thác lên thì cũng chỉ có phục vụ cho cái ngành công nghiệp mà sản xuất vũ khí là nhiều. Chứ còn những cái ngành công nghiệp mà sản xuất về những cái sản phẩm hàng hóa thì nó cũng không có bao nhiêu đâu. Dạ.
Thì thật sự rằng cái bây giờ đó, trong tương lai đó, ví dụ như là điện á, công suất điện nó ra đầu nó cũng phải dùng cái dầu, dầu hỏa. Mà bây giờ người ta dùng điện năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời rồi thủy điện. Rồi điện bây gió. Giờ là như là ở Việt Nam bây giờ nó có những cái vùng bây giờ nó là cối xay gió đấy chú ạ. Điện gió nhiều lắm. Cối xay gió này không nói gì là rất bình thường rồi, nhưng mà có những cái mà cái hệ thống mà hấp quang năng lượng ấy, để ngay trên mặt biển luôn. Đấy. Ngoài đảo mình đang xài cái đó rất đúng, nhiều. Còn nếu mà chú có dịp chú ra ngoài Ninh Thuận ấy, nguyên một cái vùng biển là nó dài hàng 4-5 km. Đấy, ngoài đảo bây giờ đó thí dụ như là buổi tối ấy, là những cái đèn bây giờ cái đèn điện điện trong đảo sáng trưng lên. Đó là điện năng lượng mặt trời hết. Và hệ thống bây giờ điện năng lượng mặt trời đó là không phải là ngày xưa đó thì mình hấp thụ ngày hôm đó thì ngày hôm sau là nó lại mất, bây giờ nó lại lưu trữ được. Mình không có mặt trời mà mình vẫn đủ năng lượng được, tại vì nó có nó vừa lấy mà nó vừa dự trữ luôn. Thì bây giờ trong tương lai đó là điện đó, chúng ta cũng dùng cái điện năng lượng mặt trời thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn, bởi vì cái đó nó không phải là cái tiền sản xuất ra nữa, mà nó chỉ là những cái công nghệ là để hấp thụ mà người ta để trên mặt biển nữa. Đấy, để dọc cái mặt biển nó đầy hết. Nên mà cháu muốn mà phải có một cái chương trình bảo vệ trái đất mà lên tiếng cho cả cái thế giới này biết. Chứ còn nếu mà cứ lên tiếng về cái bảo vệ môi trường bình thường. Đấy mà thực sự là trái đất mới là cái mà nó gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái cuộc sống. Nhưng có điều á, người Pháp á, thì rất là căm hận người Mỹ cái trong cái vụ mà Điện Biên Phủ. Người Mỹ là hứa là sẽ yểm trợ tối đa. Nhưng mà rốt cục là thì có mấy chục chiếc máy bay không đủ để tiếp liệu. Nhưng mà thật sự cho người Mỹ họ thấy rằng vô lý ở chỗ đó. Tất cả những cái đồ nhẹ thả dù xuống đó, rơi vào tay quân đội Việt Minh hết. Việt Minh lấy hết. Tại vì là gió này về sức gió với cái này kia mà máy bay thì không trong cái không súng hết, nằm trong pháo cao xạ hết. Đấy, thì họ phải bay ngoài cái tầm gió để họ thả xuống, thì cái giờ họ thả xuống thì cái từ chỗ thả mà chỗ đáp xuống ấy, nó là nó xa bao nhiêu rồi nó bị cái tầm gió nó đưa ra, thành là tất cả những cái đồ nó rớt xuống là quân Việt Minh ra lấy. Nhưng quân mà, Pháp đâu dám ra lấy. Nhưng mà cháu nghĩ tất cả những cái gì không thuận lợi cho đối phương đấy, cháu nghĩ đấy là trong đấy nó có phần tâm linh của mẹ Việt Nam, của những cái mà hồn thiêng sông núi của Việt Nam cũng có hỗ trợ rất nhiều để làm cho những cái bên đối phương nó quá mạnh đi mà nó phải bất lực. Thế đó. Chứ còn lúc đó Việt Nam mình là tay không bắt giặc. Bác Võ Nguyên Giáp nói rồi, quân đội Việt Nam không phải là quân đội hùng mạnh nhất trên thế giới, nhưng mà quân đội Việt Nam đã thắng tất cả những cái quân đội hùng mạnh trên thế giới, là quân đội Pháp, Mỹ, Trung Quốc. Đấy, cái mà vấn đề cháu nói rất là đúng. Nếu mà đó ông John McCain á, trung tá John McCain á, không rớt xuống bỗng chỗ mà Hồ Trúc Bạch, mà ông chết, có bị chết, thì giờ này Việt Nam có một thượng nghị sĩ nào là một người bạn thân với Việt Nam như là ông? Nếu ngày 30 tháng 11 năm 68 viên đạn nó không trúng tay bác chú mà nó trúng ngay tim, thì ngày hôm nay có thêm một có một nhà báo nào để về mà tiếp tay với đất nước không? Nhưng mà rất dũng cảm ở bên Việt Nam thì nó rất là thanh bình yên bình, không ai mà dám mà nghĩ đến ác ý hại chú cả. Khi mà chú trở về Mỹ nó có thể hàng nghìn đối tượng nó ghét chú và nó có thể sẵn sàng nó trả thù chú. Đúng rồi. Mình sống ngay cạnh bên nó mà chú dám đứng mà bên Việt Tân nó đã từng giết 5 nhà báo rồi đấy, chỉ vì chống lại cái con đường của Việt Tân. Nhưng mà ngày xưa họ chống là trên báo giấy thôi, còn bây giờ chú lên báo mạng, chú vừa đưa lên một cái này là cả xã hội nó biết đấy, hàng triệu người biết. Thì đó cái vụ APEC không? Chú làm cái là live stream, trong khi báo trong nước phải chiều hoặc là ngày hôm sau mới có tin tức, mà chú là cái live stream chú đã lên hết rồi. Thế nhưng mà bây giờ đó vẫn có một cái thế lực trong nước, một số người, mình nói rằng nhân vô tập toàn, mình phải hiểu rồi.
tới Bác Hồ mà còn bị cái là phố Bôn Tra TV cho Ngô Kỷ lên chửi là thằng. Nếu mà không sai thì làm sao phố Bôn Tra TV phải rút cái video đó trước. Chú nghĩ là đấy là một sự cố ý là nó là ngẫu nhiên. Chú nghĩ rằng là đó là một sự cố ý. Bởi vì khi mà sống trong cái cộng đồng là mình bắt buộc mình phải ngả nghiêng, chứ không thể đi một đường giống như KBC hải ngoại được. Thành ra bởi vì cháu cũng như nhiều người nói là chú nhà báo can đảm, và nhà nước đã đầu tư biết bao nhiêu nhà báo rồi. Khoảng chừng 20 nhà báo nhà nước đã từng mời về Việt Nam và họ đã về rồi. Nhưng mà về xong thì im lặng. Thì những cái thành phần đó chú rất là gọi là nể họ. Tức là họ biết rằng họ sai nhưng mà họ không đánh phá nữa, họ im lặng. Đấy, thấy sự thật rồi nhưng không dám nói. Còn những cái nhà báo đó đã về rồi mà còn quay lại chống đối, như là kiểu mà ông đại tá Trần Văn Ân đó, phát ngôn viên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mỗi một năm về Việt Nam một lần thăm mẹ già, nhưng mà qua trở lại bên đó vẫn nói xấu nhà nước Việt Nam. Tôi nói thiệt, đại tá Trần Văn Ân, ông con người ông không có tư có nhân bản, ông dẹp cái trường học của ông đi, ông muốn dạy học sinh á, ông phải nghĩa là nhân bản trong cái cá nhân của ông trước. Nhưng mà cháu nói chú này, tất cả những người làm chính trị bên đấy, tao nghĩ họ mới là cái trình độ vỡ lòng chứ có qua được cái trình độ lớp 1 nữa. Nên mà họ nói một cái cách là nó giống như là bệnh hoạn. Chỉ có cái đám mà trẻ con ở đây, đám sinh viên nó cũng chẳng hiểu biết gì, nó nghe nó rồi đúng rồi. Có một số các bạn trẻ ra nó không hiểu được chế độ cộng sản. Ông Trần Văn Ân á, tôi nói thật với ông rằng anh không có nhu cầu, anh đang bận. Nếu mà đó người cộng sản họ không có nhân bản, người cộng sản không nhân đạo, và người cộng sản có cái tư thù, có cái tư tưởng hèn hạ như quý vị, thưa đại tá Trần Văn Ân, thì ông không bao giờ được về thăm mẹ của ông mỗi mấy cháu năm. Nói này, cũng không có cơ hội để mà qua Mỹ được cái ngày 30/4 đâu, không có đủ cơ hội đâu. Không cho cơ hội. Tại vì nòng pháo người ta đã bao vây thành phố hết rồi, làm sao đúng rồi. Là người ta nương, người ta không thèm bắn, người ta để cho các ông chạy. Không có cơ hội đâu. Thì bác năm mà lái xe taxi ngay bên cạnh nhà chú ở chỗ chung cư Ấn Quang. Bác nói cậu Hùng, cậu muốn đi coi mấy ổng không? Hồi đó người miền Nam hay gọi mấy bên cộng sản là mấy ổng. Nếu mà anh nói đùa, bác năm nói đùa mà không. Tôi thấy cậu là người có tư tưởng tiến bộ đấy. Cậu đáng nghe cậu phải đi vào bưng rồi. Hoặc cậu đã có thể cậu phải đi vào làm vào bộ đội rồi. Cho nên cậu mà vào trong đó họ sẽ rất là cậu sẽ trở thành những nhân vật là nổi tiếng này bên phía đó. Ưu ái không? Sẽ được cái là đảng họ ưu ái với cậu đấy. Cậu có rất nhiều tư tưởng mà rất tiếc rằng cậu làm những công việc rất là tầm thường ở trong Việt Nam Cộng Hòa. Cậu một thời gian quá dài luôn. Ở Việt Nam, ở bên Mỹ giờ người Việt nó có hai sư đoàn. Sư đoàn 800 và sư đoàn 900. 900, 800. Sư đoàn 800 là sư đoàn của Nguyễn Ngọc Lập. Sư đoàn 900 là sư đoàn của Dr. Yêu. Cao tuổi hơn. Đấy. Nếu mà quý vị á lãnh tiền tâm thần thì quý vị được cái tiền 800. Tinh tâm thần là gì? Những người Việt Nam Cộng Hòa qua bên đó làm biếng không chịu đi làm, hoặc là lớn tuổi sức khỏe yếu, thì tìm những cái bệnh tâm thần, chẳng hạn như là bây giờ bị khủng hoảng vì chiến tranh, bây giờ bị Việt Cộng nó bắt ra đi ở tù, xong bây giờ cái bị khủng hoảng tinh thần, stress quá rồi, lại bị stress đấy, tổn thương thần kinh, tổn não, thì được lãnh tiền. Ông Nguyễn Ngọc Lập được cái lãnh tiền đó là tại vì ông có một mảnh đạn còn ở trong đầu và ông được ghép vào thành phần gọi là tâm thần. Ông Chu Tấn, lý thuyết gia của Nguyễn Hữu Chánh, tôi gọi là ông là lý thuyết gia tâm thần.
Chu Tâm Thần chứ không phải là Chu Tấn. Mà Chu Tấn tên biệt hiệu tên là gì? Ông Huỳnh, Nguyễn Văn Huỳnh, Thiếu tá Huỳnh không quân, là lý thuyết gia của Nguyễn Hữu Chánh, lãnh tiền tâm thần mà đi đấu tranh. Thì tôi hỏi phải đấu tranh tâm thần không? Còn thì làm sao tổ chức Nguyễn Hữu Chánh thành công được? Tôi yêu khi mà 65